Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình chia sẻ cho các bạn tham gia một chương trình lấy góp có tên là BSC Dit and Earn GO4 đến từ sàn Binance các bạn. Thì mình sẽ nhận được 20 đô la 4 loại token khác nhau các bạn. Thì những token này nè, mình cũng không có biết ký hiệu nữa luôn các bạn. C3, UC này nọ luôn nè. Đây, token UC này nọ luôn. Thì chương trình lấy góp này nó chỉ random cho 150 winner may mắn thôi các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần lấy phần link mô tả như video mà link phong các bạn. Sau đó bạn bấm tiếp nè. Rồi sau khi các bạn bấm tiếp xong thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trùng dưới cái email các bạn đăng ký trên sàn Binance.com các bạn. Rồi sau đó các bạn điền là username tại Twitter của các bạn nè, cộng winvn9 các bạn. Rồi tiếp tục quan điện là UCNM Telegram bạn này các bạn. A cộng anh 4 số 3 1 2 3 4. Rồi bạn bấm tiếp các bạn. Rồi sau đây thì câu hỏi mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Câu 1 thì các bạn chọn Add Up để book các bạn. Câu số 2 là Harmony. Câu số 2 là chọn Cloud X. What is? Rồi câu hỏi này cũng hơi khó cho các bạn các bạn. Nó sẽ trộn lộn các bạn vào đây các bạn lựa các bạn. Đáp án thì đúng hết trơn rồi nhưng mà các bạn cũng hơi khó cho các bạn. Nó đảo lộn hết trơn. Harmony token is in the Webfull system. Này đáp án 2 nè các bạn. Ôi trời, tìm mấy câu hỏi này không chết nữa. Phara. Rồi, Phara can you upboot the no limit up at the book nè. Rồi tiếp tục câu sau là with ray and in the past. In the wish reset. Rồi cái này không, mình tìm không muốn chết nữa các bạn. Cố gắng thôi, phải các bạn chạy xíu nha. Wish on. Wish gì là câu này nè. Câu này là Human ORC. Human và ORC nè các bạn. Gọi gì nữa không ta? Human or say folly is air is. Ơi sorry các bạn, câu này nè các bạn. Chịu sai các bạn. Tiếp tục what with token nè. Câu tiếp theo là what the maximum nè các bạn. Thì các bạn tìm cái dòng đầu thôi các bạn. What the maximum đâu ta. Câu hỏi nó chơi nó trộn lộn hết trơn các bạn. The maximum là câu này là sao. Tiếp tục là what the name you see in NFT nè. Wallet. What's your name nè. What you see game bad. Rồi câu này thì I am you see nè các bạn. Tiếp tục thì how many kin up voucher. How many kin. How many kin up the NFT UC NFT là con này nắm ra. Nắm ta. How many kin. Bấm tiếp. Trả lời mấy câu hỏi này không chết nữa các bạn. Xuống đây các bạn gì trả lời câu hỏi thôi các bạn. Này là how many kin up the UC family NFT là con này 11 ta. 5. Nắm ta how many kin up the NFT. Đúng rồi. Up nam thế. The how many. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn chọn câu hỏi xong xuôi các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Mình mò muốn điên luôn. Rồi vậy bây giờ mình những các bạn tham gia chương trình Lít Ăn Ơn là GO4 đến từ sàn Binance đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.